Quyền Hồ xin chào cô bác anh chị, chào cả nhà. Thì theo cái hành trình gông gũi của mình, hôm nay trở lại sau khi tìm anh Lợi thì hôm nay qua đây để mà gặp anh Phong. Thì anh Phong đang ngồi ở đây trên cái đàn guitar phím lõm của mình. Anh Phong lại khải lên những cái bài nhạc mang âm hưởng buồn, rất là buồn, ngồi lặng lẽ một cái góc đường như thế này. Hôm trước thì anh ngồi cũng ngay chỗ này, và hôm nay cũng vậy. Hôm nay ngồi đây, không cho anh hay. Cái sọt của anh cũng có nhiều nhiều tiền đó, anh gom vô đi. Hôm nay đi đâu ghé vậy? Hôm nay đi lên đây kiếm anh nè. Dạ. Giờ giờ điện anh không được. Không, có điện anh không? Có. Giờ không hay à? Dạ. Giờ giờ không hay. Giờ giờ không hay hả? Chiều giờ anh đánh đàn không hả? Ôi ôi, chiều giờ anh đánh nhạc không hả? Ờ, giờ giờ không có đánh gỗ, đánh nhạc không? Không sao, anh đánh gỗ nữa. Đánh nhạc đệm đệm nhẹ nhẹ với hả? À, anh nhẹ, anh đệm theo nhạc nền chứ anh không có đệm riêng hả anh Phong? Có cái đàn guitar không phải đệm theo nhạc nền chứ. Chứ mình không có đệm riêng. Không. Đệm riêng thì cũng được mà nó không hay. Hôm trước em nghe, em có nghe anh đệm riêng cái bài Duyên Phận hay gì phải không? À. Anh đệm nghe ai? Cho em nghe với, cho mọi người nghe với. Đệm không có nhạc nền hả? Dạ. Thank you.
cái chữ nhạc đó là nói chung là không bài nào là đánh bài đó à. Anh thuộc anh đánh đó hả? À, biết giọng thôi chứ phải thuộc nghe, biết giọng bài đó là đánh rồi. Lúc đó có ai dạy anh không? Anh em tự mò đó. Đó anh tự mò hả? Đàn cổ dạy đàn nhạc. Quá hay luôn. Tại vì cái đàn này nó đàn cổ, thành ra mình đánh nhạc nó có được, mình có điểm thôi. Dạ. Mình lô thôi chứ mà không có cái thảm âm nó có. Phi dân Đường Phúc, dạ. Anh làm, dạ hôm trước anh Đần ở nhà trọ rồi nghe cho em nghe rồi. Nè uống miếng nước đi anh. Anh